Ladies and gentlemen, good evening teacher and our beloved students. Rất hân hạnh được chào đón hơn 600 trại sinh đến với hội thi thời trang hai thì nằm trong khuôn khổ hội trại truyền thống âm học 2022-2023 của trường trung học cơ sở Phước Thể. Nhằm trong khuôn khổ hội trại truyền thống mừng đảng mừng xuân, sau đêm lửa trại, nhà trường có tổ chức hội thi và hội hóa trang hai thì nhằm mục đích tạo ra không khí vui tươi, lành mạnh và tôn trọng vẻ đẹp của người khác. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô và các bạn trẻ sinh thân mến, để lựa chọn cho chức vương miện cao quý thì không thể thiếu thành phần ban giám khảo. Sau đây em xin được giới thiệu thành phần ban giám khảo. 1. Thầy Nguyễn Thanh Trung, trưởng ban giám khảo. 2. Cô Nguyễn Thí Phượng, phó ban giám khảo. 3. Cô Nguyễn Thị Ngọc Châu, thành viên. 4. Cô Võ Thị Hiền Trang, thành viên. Và 5. Thầy Nguyễn Trung, thư ký. Kính mời quý thầy cô vào ghế ngồi. Và sau đây em xin công bố thể lệ của cuộc thi. Thay điểm có 10 điểm, thuyết trình hãy đúng thời gian sẽ 2 điểm, trang phục 3 điểm, cuối cùng phần diễn xuất sẽ chiếm 3 điểm. Sau phần trình diễn ở vòng 1, ban giám khảo sẽ chọn ra top 5 có điểm cao nhất vào vòng ứng xử. Và ngay bây giờ trên sân khấu là phần thi hoa hậu hai thì đến từ các lớp.
gia cuộc thi với bộ trang phục thời trang mang tên Thấy Xuân Từng mm, lấy ý tưởng từ mùa xuân đang cận kề. Bộ trang phục được thiết kế với phần áo thuê đôi vai tròn gợi cảm với phần eo 48 của siêu mẫu chúng tôi. Phần váy dài chấm gót vừa tôn thêm chiều cao mét trên kẻ đôi, vừa nói nhỏ cho mọi người nghe đừng có đi đồn tùm lum nha. Chiếc váy dài còn che đi nhiều bông hoa mũi chích trên đôi chân dài miên man của người mẫu. Bên cạnh đó, nhà thiết kế đã chọn tông màu chủ đạo là trắng tinh hôi, cam nồng cháy và hồng thép vọng. Ngoài ra còn điểm xuất thêm hữu kiện hoa đào của mùa xuân. Gửi gắm trong bộ trang phục thời trang là sự lãng mạn, tươi vui, trẻ trung và tràn trề sức sống. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúng ta hãy cùng nhau ngắm sắc đẹp của các thí sinh đến từ khối 6 ạ. Cũng như là các thầy cô thân mến, đêm cắm trại hôm nay là một đêm đặc biệt và vô cùng đặc sắc. Ngay trong lúc này, các bạn và thầy cô sẽ được chiêm ngưỡng sắc đẹp của hoa hậu lớp em. Như các bạn và thầy cô đã thấy, bộ đồ mà bạn ấy đang mặc được thiết kế một cách đơn giản và thô sơ, được làm từ các nguyên liệu ở xung quanh chúng ta. Nó rất thân thiện với môi trường. Kết thúc bài thuyết trình, em xin chúc các thầy cô và các bạn có một ngày cắm trại đầy vui tươi và nhiều kỷ niệm. Cô ấy mang trên mình một bộ áo dài truyền thống của Việt Nam. Màu sắc chủ đạo là màu xanh và màu trắng, biểu tượng cho những viên ngọc trai quý giá giữa đại dương mênh mông. Áo dài là trang phục mang đậm bản sắc dân tộc. Trong trang phục này, những họa tiết tuy đơn giản nhưng lại làm nổi bật trang phục. Trình diễn của lớp 72 xin tới đây là hết. Tiếp đến là người đẹp đến từ lớp 73. Kính thưa ban giám khảo, sau đây là phần thuyết trình của lớp em. Hôm nay Miss Red của lớp 73 chúng ta sẽ mang đến cho mọi người một bộ trang phục. Bộ trang phục này có hai tông màu chính, đó là màu đỏ và vàng. Đây là hai màu tượng trưng cho ngày Tết. Đầu tiên là màu đỏ, một màu người ta nhìn vào cảm nhận được sự may mắn, tài lộc. Tiếp theo là màu vàng, được ví như quyền vàng, nó thể hiện được sự giàu sang, phú quý. Phần trên bộ trang phục được đính lên những viên kim cương lấp lánh, làm nổi bật trang phục. Những bước đi uyển chuyển và các đường nét trên khuôn mặt hòa nghiện vào chiếc ảnh sáng nhất đêm nay. Và đây là phần thi và phần trình diễn của lớp em. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Sở thích của cô ấy là dắt chó đi dạo vào những khi trời mưa.
sở trường của cô ấy là chơi banh đũa, nhảy dây, nhảy lò cò, hầu hết các môn thể thao mạnh mẽ khác. Vì yêu màu tím thủy chung và ghét sự giả dối nên cô ấy đã chọn cho mình một bộ váy hai dây xếp xem màu tím mộng mơ, cùng với những viên kim cương lấp lánh trong lối vẻ đẹp thẳng thắn của cô ấy. Thông qua buổi biểu diễn này, cô ấy hy vọng sẽ được hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng hơn nữa để kết thúc phần trình diễn này xinh đẹp. Và một lần nữa, chúng ta hãy cùng nhau nhìn ngắm sắc đẹp của các thí sinh đến từ khối 7. Trình diễn của lớp 81 được thực hiện bởi chàng trai mang tên Phạm Minh Tú đến từ Phước Thể. Cậu ấy đã chọn cho mình một bộ trang phục cực kỳ sang trọng, đậm chất quý bà. Bên trong là một chiếc áo thun gân màu trắng, họa tiết hoa nhí và ren. Bên ngoài được khoác thêm một chiếc áo vest lông màu hồng cực sặc sỡ, cùng với chân váy đen dài kết hợp vòng cổ ngọc trai và mũ thời trang đã làm bộ trang phục trở nên sắc sảo hơn. Cùng với đó là những bước đi uyển chuyển và những làn tạo dáng chuyên nghiệp đã làm cậu trở nên huyền lực và quý phái hơn. Những bước đi chuyên nghiệp và sự tự tin vốn có của cậu đã làm tôn lên vẻ đẹp của bộ trang phục. Sức hút của chiếc váy và ánh hào quang của người đi đã làm cho màn trình diễn trở nên rất xuất sắc và ngày càng thú vị hơn. Nhóm em đến nào tham gia? Các bạn có thể thấy hiện đang chơi bước kim hoa hậu 2 kỳ đến từ lớp 82. Xin các bạn cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón. Áo dài thắm đỏ trời xuân, mai vàng nở rộ bướm ong lượn là, em tôi tha thước nõn nà, thuyền tôi vào mộng à ơi tuyệt vời. Vâng, áo dài là một trong những nét văn hóa nổi bật của dân tộc ta, và giờ đây các bạn đang ngắm nhìn nó một lần nữa. Bộ áo dài thiết tha như thế này, hoa hậu của chúng ta có thể căng tất cả mọi kiểu tóc. Với vóc dáng mảnh mai, nhiều cao ấn tượng 1m65 với số đo 3 vòng 90-60-90, kèm theo là khuôn mặt phúc hậu xinh xắn đáng yêu như thế này, thì không đâu xa, ngay tại đây các bạn cũng có thể thấy được hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ hiện đại đẹp người đẹp nét. Tuy áo dài không phải là một bộ trang phục lộng lẫy xa hoa, nhưng hoa hậu của chúng ta đã thể hiện một màn trình diễn hết sức ấn tượng. Chúng ta hãy cùng chào đón phần thi hoa hậu đến từ lớp 83. Kính thưa ban giám khảo, trên sân khấu của chúng tôi ngày hôm nay đã có sự hiện diện của người đẹp Trần Thanh Khánh đến từ lớp 83. Hôm nay cô ấy đến chương trình này để cho mọi người thấy rõ vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam. Áo dài Việt Nam là trang phục truyền thống của nước ta. Áo có các chi tiết hoa văn giúp tôn lên các đường nét thuyền phía tinh tế trên chiếc áo dài. Thân áo gồm thân trước và thân sau, dài từ bả vai xuống mắt cá chân. Dọc hai bên hông có đường xẻ từ eo dưới hết tà áo. Với vòng eo cao quý của người đẹp Khánh trong chiếc áo dài thướt tha, cùng với những làn tạo dáng nhẹ nhàng và uyển chuyển của nàng, đã làm sao xuyến bao lòng trai tráng đang có mặt dưới sân khấu. Khánh là một cô nàng khó tính và mạnh mẽ, nhưng khi khoác lên mình chiếc áo dài Việt Nam đã khiến cô nàng trở nên dịu dàng và quý phái hơn. Người xưa có con người đẹp vì lụa, lúa đẹp vì phân. Nhờ có những bộ trang phục ta khoác lên người mà dáng ta được tôn thêm vẻ đẹp. Ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào, những bộ trang phục sẽ khiến ta trông biến rũ và thêm tự tin trong cuộc sống. Trên sân khấu lúc này, người mẫu của chúng tôi đang sải bước thật tự tin và duyên dáng. Bộ trang phục áo đầm trông thật bắt mắt và xinh xắn. Nó làm tôn lên vẻ nét gợi cảm và những đường cong biến rũ của người đang khoác lên nó. Với chất liệu được làm từ những sợi tơ của quan tầm mềm mại kết hợp với một màu trắng, biểu trưng cho sự giản dị và sạch sẽ, thanh lịch.
sinh đến từ khối 8. Không cần suy nghĩ nữa, bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón phần thi hữu hậu đến từ khối 9. Đầu tiên hãy cùng chào đón người đẹp đến từ lớp 9. Mơ đến với cuộc thi ngày hôm nay, với tư cách là người đại diện cho chi đội Phan Đình Giót, em xin gửi đến ban giám khảo và mọi người thật nhiều lời chúc. Đêm nay chi đội chúng em sẽ mang đến cho mọi người một làn gió mới, một nét đẹp mới đã được chính mồm khám phá ra. Đó chính là bạn Đào Ngọc Đăng Khôi với khuôn mặt thật dễ thương hả? Bạn đã mặc lên trong mình một bộ với công chúa màu trắng được thiết kế nhiều lớp rất xinh đẹp, với đôi giày búp bê làm tăng vẻ ngây thơ của một người con gái dịu dàng, để tôi điểm thêm phần nữ tính. Trên đỉnh đầu còn được gắn một cái đính giường với kim cương trân châu với những bước đi. Chiếc váy có phần ôm sát, có tà bồng bềnh làm tăng sức quyến rũ của bạn. Bạn Khôi như đã làm hóa thân một cô công chúa rất là xinh. Rộng lớn. Tiếp đến là màu sắc của chiến phục, nó là một màu đỏ của Hừng Đông. Các bạn có biết tại sao nó lại là màu đỏ của Hừng Đông không ạ? Thật ra màu đỏ thể hiện sự gợi cảm, quyền lực và tôn lên được sức hút của người mang nó. Mặt khác, nãy giờ mọi người có để ý đến người đẹp của chúng ta không ạ? Lê Tấn Phúc, đại diện của lớp chúng em đã di chuyển cực kỳ hứng mắt với tấm hình nét đỏ của thằng thanh nước ngàn khi mà góc cạnh và những đường cong mềm mại. Đến với hội thi hôm nay, muốn truyền tải thông điệp, những bạn có xu hướng giới tính thứ ba hãy sống thật với giới tính của mình, hãy tự tin bước ra ánh sáng và come out giới tính thật, bạn sẽ vô cùng hạnh phúc khi bạn được là chính bạn. Bạn xin chân thành cảm ơn. Và sau đây là phần thi hoa hậu đến từ lớp 9. Kính thưa quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng tất cả các bạn học sinh tham gia hội chạy thời trang không phân biệt giới tính, màu da, cho nên đến với cuộc thi hoa hậu hai thị hôm nay, lớp 93 chúng em gửi đến bạn Võ Xuân Trường với bộ trang phục áo dài, hình hài người phụ nữ Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài, làm sao khiến biết bao tâm hồn, tuy kín đáo nhưng vẫn tốt lên sự cuốn hút của người phụ nữ thời xưa. Vậy nên lớp chúng em chọn trang phục áo dài để gợi nhớ lại nét đẹp yêu kiều của người phụ nữ thời xưa. Hôm nay đến với cuộc thi hoa hậu hai thời thì lớp chúng em có bạn Trần Thanh Hải trong trang phục áo dài truyền thống được lưu truyền từ thời ông cha ta đến nay. Áo dài được gắn bó với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Chiếc áo dài ra đời lần đầu vào thời chúa Nguyễn Phúc Thoát, và ít ai biết áo dài hiện nay bắt nguồn từ áo giao lĩnh vào thời nhà Nguyễn. Áo dài có nhiều hoa văn khác nhau, nhiều cách sự khéo léo của những nhà thiết kế làm cho thêm vẻ đẹp dịu dàng, đồng thời thể hiện nét đẹp kín đáo của người phụ nữ. Bộ trang phục áo dài trắng, những đường chỉ may tinh tế, có một tà trước và một tà sau, những đường chỉ may vàng hát bên mông eo, trong tà áo thước tha dịu dàng làm cho những bước đi vô cùng duyên dáng. Chiếc áo dài bó sát làm gợi lên những đường cong hấp dẫn của bạn.
nữa hãy cùng nhau nhìn ngắm sắc đẹp của các thí sinh đến từ khối chính.